tìm hiểu nhau nha. Kéo màn. Tặng em. Dạ em cảm ơn. Cười tươi lắm á, duyên lắm á, có ba lúng đồng tiền kìa. Hai người cười nhau suốt luôn đi. Ai cười cũng xinh, ai cười cũng duyên hết trơn á. Lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em cảm giác như thế nào? Là một người dễ gần ạ, và có lẽ là hiền. Dạ. Còn gì nữa? Dạ, mới thì chắc chỉ vậy thôi ạ. Dạ. Còn em thấy bạn gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Và cũng vui tính. Nụ cười thế nào? Duyên ạ. Ánh mắt thế nào? Ôi. Giống như tưởng tượng khi mà em đang nói chuyện qua bức màn hay không? Khi mà nghe giọng nói của em bên kia thì em đã biết là bạn ấy nhìn rất là hiền rồi. Hiền thật, nhìn cũng hiền, rất là hiền. Giả sử mà sau này chúng ta yêu nhau ấy, yeah. Có thể em nghỉ em về Đắk Lắk, nhà Đắk Lắk. Anh nghỉ nhưng mà anh có việc ở trong đơn vị, anh không ra ngoài được. Yeah. Thế em về em có lên thăm anh không? Cái này thì hơi khó, cái này thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Chứ tại vì thời gian em về gia đình 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng em mới về được một lần. Và thời gian em về chỉ được 2-3 ngày thôi, vậy nên em muốn dành thời gian gia đình nhiều hơn. Thì nếu anh quan tâm em thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Nếu mà yêu nhau thì anh sẽ tận dụng thời gian để xuống thăm em một cách nhiều nhất. Em thích hát và hay hát, hát hay như thế mà anh không biết hát thì em có thấy... Em thấy như thế nào? Theo em thì lưu quy được bù trừ thôi anh ạ. Nếu mà em hát hay thì em nghĩ sau này người chồng em chắc cũng hát không hay đâu. Dạ. Nhưng mà em hát không hay vậy nên em hát hay là bằng nhau rồi. Dạ. Anh muốn hai đứa cho nhau cơ hội. Dạ. Để có thể tiếp tục tiến xa hơn. Dạ. Cho cơ hội thì em phải chinh phục cô ấy. Em phải làm sao? Sao cô ấy tin là cô ấy sẽ bấm nút chứ? Thật ra thì khi nhìn thấy em thì anh rất là bối rối. Dạ. Không biết nói gì, run. Anh quân nhân thì đương nhiên là anh rất trách nhiệm, nên em yên tâm, có thể yên tâm về nhiều thứ. Đó, ít nhất phải nói được vậy. Anh mong em có thể tin tưởng anh. Xin hết ạ. Xin hết. Giống báo cáo. Chào chị. Duyên. Trời ơi, cười có duyên tôi biết mà. Sao hơi ốm vậy? Em ăn mãi mà không lớn đâu. Mà có khỏe không? Quân đội khỏe. Hỏi khỏe không? Bậy, ông hồi nãy ông cũng quân đội mà ông không có chơi thể thao kìa. Nhưng mà ta vẫn khỏe. Không, nhiều khi ông ngồi trong trong phòng sửa máy móc không riết rồi. Quân đội là không có rèn luyện thân thể, khỏe yên tâm đi. Không rèn là lúc mới vô quân đội, giờ vô lâu rồi ngồi trong phòng sửa không yếu. Giác cây súng không nổi cũng không có sửa được đâu. Cái này giác súng nổi không mà sửa. Nổi chứ chị, bác người cũng nổi ạ. À, gồng lên cho chị coi coi. Ờ, có chuột, trời ơi, có chuột rồi ha. Con chuột nó nói ba lớn vậy luôn nè. Giờ hẳn mặt tôi cái coi, mặt tôi không dám nhìn, sao dám nhìn mặt cô kia. Trẻ mà nó thấy mắc cỡ chứ. Xấu hổ. Ủa trời, đi lên đây tìm bạn gái mà, có gì đâu xấu hổ. Vợ về ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Chỗ em... nào thích hợp thì lập nghiệp. Ngon lành vậy đó hả? Dạ vâng. Duyên, ông này duyên nhìn nè. Nhìn con người ta hoài, tao mắc cỡ. Không phải vậy đó, phải tôi luyện. Rồi bao lâu đám cưới? Cổ nó muốn 2 năm đó, được không? 1 năm đến 2 năm. Tầm đấy cũng được ạ. Là mình là tính lập nghiệp trong này cũng được chứ không cần phải về Thanh Hóa. Dạ vâng. À, em có kinh doanh gì thêm không? Dạ không, em không kinh doanh ở ngoài. Sau này có định phát triển kinh tế như thế nào không? Thì nếu mà có điều kiện thì phải phát triển kinh tế chị. Về cái gì? Có định hướng gì chưa? Anh kia anh có cam hậu thuẫn dạ, chưa? Hồi mai bà hỏi căng quá. Trời ơi, phải hỏi chứ. Làm nhỏ sợ rồi ha. Hơi ốm một chút xíu, dạ. Chưa có người nuôi. Chàng gái ốm nhưng có duyên. Dạ. Đúng như em nói, nhìn gương mặt này là thấy cảm tình liền. Dạ. Có khi nào em nghĩ rằng em sẽ yêu một người gọi là ở xa thiệt xa không? Dạ chưa ạ. Nó thú vị lắm. Dạ. Yêu một người ở xa, nó có cảnh chờ đợi, dạ. Cảnh mong chờ, rồi cảnh khát khao, những khát vọng, những cái nhớ nhung đó, nó hay lắm em. Dạ. Thử một lần đi. Dạ. Thế lâu lâu cái được gặp nhau có nó đã dạ yêu lắm. Dạ. Chưa yêu lần nào nên chưa biết đâu. Có khi nào anh xem phim tưởng tượng một cặp trai gái đang hôn nhau chưa? Dạ chưa ạ. Có khi nào mình nghĩ mình sẽ hôn một chàng trai nào đó chưa? Dạ chưa ạ. Chưa luôn hả? Dạ, chưa ạ. Em thích con trai hay thích con gái? Em thích con trai ạ. Ừ, phải hỏi kỹ. Nhưng mà cô gái rất là xinh nha. Dạ. Em xinh lắm luôn á. Cảm ơn ạ. Rồi, thôi được rồi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ.
Thôi, mình giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể mọi người có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em tên là Hoàng Văn Lực ạ. Năm nay em 25 tuổi ạ. Quê em ở đâu? Em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa. Dạ. Em công tác ở đơn vị quân khí trực thuộc Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật, huyện Mang Giang, Gia Lai. Cụ thể công việc em làm là làm gì? Dạ, công việc cụ thể của em thì là sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị thuật để phục vụ sẵn sàng chiến đấu trong quân đội ạ. À, rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên cạnh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Vy, năm nay em 23 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk và hiện tại em đang làm dược sĩ tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Vậy là cũng thuận lợi đó. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là người vui vẻ và hòa đồng ạ. Em biết nấu ăn và biết làm việc nhà. Ngoài ra thì em cũng rất thích ca hát nữa. Thôi bây giờ hát một đoạn cho nó có không khí chút xíu đi. Em xin gửi tới mọi người một đoạn của bài hát Chờ Người ạ. Rồi. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa, mà năm tháng đã dần qua. Em xin hết. Trời ơi. Bạn gái cảm nhận giọng hát của bạn gái như thế nào? Bạn hát quá hay ạ. Quá hay. Quá hả? Hay. Em hát đi, hát đáp lại đi. Kệ nó. Hồi nãy cái anh Huy đầu tiên hát hay lắm á. Vậy em hát bài Vì Nhân Dân Quên Mình ạ. Rồi. Trời ơi. Được luôn. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Thôi được rồi. Bây giờ giới thiệu điểm yếu. Rồi, em gái. Còn nhược điểm của em là một người khá thẳng tính. Mọi người cũng nhận xét em là hơi khó tính đó. Nhưng mà em không thấy em khó tính. Mình đâu giờ mình thấy mình khó tính đâu. Rồi, còn bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, làm việc rất là gọn gàng, sạch sẽ và rất là tỉ mỉ trong mọi công việc. Ừ. Về điểm yếu của em thì em sống quá tình cảm, sống thiên về tình cảm là nhiều. Rồi chị hỏi em gái một câu, mới 23 tuổi thôi, xinh đẹp như vậy, nhưng mà tại sao lại cần nhờ tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, tại sao lại ế? Từ xưa đến giờ thì em cũng chưa có người yêu ạ. Trong chỗ em làm mà không có đối tượng nào sao? Dạ cũng có, nhưng mà môi trường em làm thì các anh nam rất là ít, hoa đã có chủ rất là nhiều rồi. Có khi nào em nghĩ em sẽ yêu một anh chàng trong quân đội không? Dạ chưa bao giờ. Em thích không? Thích quân đội không? Dạ thật ra môi trường làm việc của em thì hàng ngày đều tiếp xúc với những bác sĩ quân y. À. Dạ nên từ lâu ở trong em nó đã có một tình yêu rất là to lớn đối với những bác sĩ quân y và những người lính. À dạ. Vậy là cũng là một cái bén duyên cho mình rồi ha. Dạ. Em trai nghe nói chưa có mối tình nào ngồi cười chúm chím hoài nè. Bên kia làm sao? Tình trường như thế nào? Dạ em đã trải qua một mối tình nhưng mà cách đây rất là lâu rồi ạ. À, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai mình như thế nào? Em muốn một người bạn trai phải cao trên 1m65. Bên kia cao nhiêu? Em 1m68. Rồi dư 3 phần. Em được. Muốn bạn trai phải gọn gàng sạch sẽ. Thôi bộ đội gọn quá gọn, sạch luôn. Yeah. Bạn trai sống phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Bộ đội là yên tâm vấn đề đó, còn gì khó hơn không? Em muốn bạn trai phải dễ thương một xí ạ. Dễ thương có. Dạ. À nha. Dễ thương là có sao? Nụ cười chúng chiếm là dễ thương lắm á. Có cái mẫu người lý tưởng gì không? Mọi người lý tưởng thì em không có, nhưng mà mắt mũi miệng em muốn thì sao? Em muốn cái ấn tượng đầu tiên của em nhìn đó chị, phải gây cái ấn tượng cho em, phải làm cho em rung động. Kéo màn lên, cố gắng làm gì của em rung động nha. Khó quá, cái chung chung không biết thì sao để chị chỉ bên kia làm sao cho em rung động. Nhìn phải duyên, phải dễ thương. Cái duyên này nó hơi khó ha. Không có à nha, bên đây có duyên à. Vậy hả? Tôi nhìn tôi thấy cho tôi còn khoái được nữa chị cổ. Cười có duyên lắm, cười có em trai cười coi mọi dưới cười không? Đó. Thấy chưa? Vậy bên kia muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm người bạn gái chỉ cần yêu chân thật và biết đối nhân xử thế là được. Chứ em cũng không quan trọng lắm về ngoại hình, dễ nhìn là được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Cằn nhằn nhiều, không gọn gàng. Nhưng mà bạn gái bên kia rất là gọn gàng. Đúng rồi, tại vì thích bạn trai mình gọn gàng, đương nhiên mình phải gọn gàng, đúng không? Dạ, điều... thế thôi ạ. Thế thôi. Dạ. Để em, nếu mà yêu nhau bữa nay bấm nút hẹn hò mà được á, thì em muốn khi nào mình mới tiến tới hôn nhân được? Khoảng 1 đến 2 năm nữa. Rồi bây giờ yêu xa thì em mong muốn là bao lâu thì ảnh phải gặp em hay thăm em hay như thế nào? Nói chung thì em cũng không cần là phải gặp nhau mỗi ngày. Ừ. Nói chung là ảnh biết quan tâm và thương em thật lòng là em đồng ý rồi. Cười 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 em cười. Chào chị.
Duyên. Trời ơi, cười có duyên tôi biết mà. Sao hơi ốm vậy? Em ăn mãi mà không lớn đâu. Mà có khỏe không? Quân đội khỏe. Nội khỏe không? Bậy, ông hồi nãy ông cũng quân đội mà ông không có chơi thể thao kìa. Nhưng mà ta vẫn khỏe. Không, nhiều khi ông ngồi trong trong phòng sửa máy móc không riết rồi. Quân đội là không có rèn luyện thân thể, khỏe yên tâm đi. Không, rèn là lúc mới vô quân đội, giờ vô lâu rồi ngồi trong phòng sửa không vác yếu. Vác cây súng không nổi cũng không có sửa được đâu. Cái này vác súng nổi không mà sửa? Nổi chứ chị, vác người cũng nổi ạ. À, gồng lên cho chị coi coi. Ờ, có chuột, trời ơi, chuột, có chuột trời rồi ơi, ha. Con chuột nó nói ba lớn vậy luôn rồi nè. Dòm hẳn mặt tôi cái coi, mặt tôi không dám nhìn sao dám nhìn mặt cô kia. Trẻ mà nó thấy mắc cỡ chứ. Xấu hổ. Ủa trời, đi lên đây tìm bạn gái mà có gì đâu xấu hổ. Vợ về ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Chỗ em... nào thích hợp thì lập nghiệp. Ngon lành vậy đó hả? Dạ vâng. Duyên, ông này duyên nhìn nè. Nhìn con tao hoài tao mắc cỡ. Không phải vậy đó, phải tôi luyện. Rồi bao lâu đám cưới? Cổ nó muốn 2 năm đó, được không? 1 năm đến 2 năm. Tầm đấy cũng được ạ. Là mình là tính lập nghiệp trong này cũng được chứ không cần phải về Thanh Hóa. Dạ vâng. À, em có kinh doanh gì thêm không? Dạ không, em không kinh doanh ở ngoài. Sau này có định phát triển kinh tế như thế nào không? Thì nếu mà có điều kiện thì phải phát triển kinh tế chị. Về cái gì? Có định hướng gì chưa? Anh kia anh có cam hậu thuẫn dạ, chưa? Hồi mai bà hỏi căng quá. Trời ơi, phải hỏi chứ. Làm nhỏ sợ rồi ha. Hơi ốm một chút xíu, dạ. Chưa có người nuôi. Chàng gái ốm nhưng có duyên. Dạ. Đúng như em nói, nhìn gương mặt này là thấy cảm tình liền. Dạ. Có khi nào em nghĩ rằng em sẽ yêu một người gọi là ở xa thiệt xa không? Dạ chưa. Nó thú vị lắm. Dạ. Yêu một người ở xa, nó có cảnh chờ đợi, dạ, cảnh mong chờ, rồi cảnh khát khao, những khát vọng, những cái nhớ nhung đó, nó hay lắm em. Dạ. Thử một lần đi. Dạ. Thế lâu lâu cái được gặp nhau có nó đã yêu lắm. Dạ. Chưa yêu lần nào nên chưa biết đâu. Có khi nào anh xem phim tưởng tượng một cặp trai gái đang hôn nhau chưa? Dạ chưa. Có khi nào mình nghĩ mình sẽ hôn một chàng trai nào đó chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ, chưa. Em thích con trai hay thích con gái? Em thích con trai ạ. Ừ, phải hỏi kỹ. Nhưng mà cô gái rất là xinh nha. Dạ. Em xinh lắm luôn á. Cảm ơn. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay dạ, em đi với ai? Dạ, em đi với anh chị và đồng nghiệp của em. Em chào Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là chị họ của Vi. Nhận xét về bạn trai thì hơi gầy, tầm cỡ 5kg nữa được. Cho hỏi là mình có tính lập nghiệp ở Gia Lai luôn không? Ở đâu mà phù hợp và thích hợp với em thì em sẽ ở đấy. Chứ không nhất thiết phải về quê. Có ai có ý kiến gì nữa không? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em đang công tác tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An. Em là bác sĩ. Em nhận xét Vi là một người rất là thẳng thắn. Còn đối với bạn trai thì em thấy bạn này thì rất là vui tính, thấy cũng dễ gần. Còn cơ hội mà để cho hai bạn mà tìm hiểu nhau, đó là tùy thuộc vào hai bạn. Hôm nay nhà trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đội trưởng và anh họ của em. Xin chào toàn thể các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Về nhận xét này, em gái ở trước. Lực ơi, em gái là 10 năm trước là anh ngồi ghế em là anh bấm rồi á. À, còn về nhận xét bên phía đồng chí Lực. Đồng chí Lực là một cá nhân rất xuất sắc trong đội. Em tính em thích một người con trai là gọn gàng, sạch sẽ đúng không? Đồng chí Lực là ok, không vấn đề gì. Hy vọng là trong qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau có hết. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cho anh trai, anh họ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Đánh giá về Lực là Lực là một người rất hiền, chịu khó. Nhưng mà nhát gan lắm. Nhát gan kỳ lắm à. Vâng, đánh giá về bạn gái bên đây là ok, tùy duyên hai người. Dạ, xin hết. Cảm ơn anh. Rồi, bây giờ là tới phiên hai bạn nha. Chúng ta sẽ có ít phút để trao đổi với nhau. Cố gắng nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo màn. Tặng em. Dạ, cảm ơn ạ. Cười tươi lắm á, duyên lắm á, có má lúng đồng tiền kìa. Hai người cười nhau suốt luôn đi. Ai cười cũng xinh, ai cười cũng duyên hết trơn á. Lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em cảm giác như thế nào? Là một người dễ gần ạ, và có lẽ là hiền. Dạ. Còn gì không? Dạ, mới thì chắc chỉ vậy thôi ạ. Dạ. Còn em thấy bạn gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Và cũng vui tính. Nụ cười thế nào? Duyên ạ. Ánh mắt thế nào? Ôi.
giống như tưởng tượng khi mà em đang nói chuyện qua bức màn hay không? Khi mà nghe giọng nói của em bên kia thì em đã biết là bạn ấy nhìn rất là hiền rồi. Hiền thật, nhìn cũng hiền, rất là hiền. Giả sử mà sau này chúng ta yêu nhau ấy, có thể em nghỉ em về Đắk Lắk, nhà Đắk Lắk anh nghỉ, nhưng mà anh có việc ở trong đơn vị anh không ra ngoài được. Thế em về em có lên thăm anh không? Cái này thì hơi khó, cái này thì anh phải xuống thăm em. Chứ tại vì thời gian em về gia đình 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng em mới về được một lần. Và thời gian em về chỉ được 2-3 ngày thôi, vậy nên em muốn dành thời gian gia đình nhiều hơn. Thì nếu anh quan tâm em thì anh phải xuống thăm em. Nếu mà yêu nhau thì anh sẽ tận dụng thời gian để xuống thăm em một cách nhiều nhất. Em thích hát và hay hát, hát hay như thế mà anh không biết hát thì em có thấy, em thấy như thế nào? Theo em thì cứ lưu quy được bù trừ thôi anh ạ. Nếu mà em hát hay thì em nghĩ sau này người chồng em chắc cũng hát không hay đâu. Nhưng mà em hát không hay vậy nên em hát hay là bằng nhau rồi. Anh muốn hai đứa cho nhau cơ hội để có thể tiếp tục tiến xa hơn. Cho cơ hội thì em phải chinh phục cô ấy. Em phải làm sao chứ? Cô ấy tin là cô ấy sẽ bấm nút chứ. Thật ra thì khi nhìn thấy em thì anh rất là bối rối. Không biết nói gì, run. Anh quân nhân thì đương nhiên anh rất trách nhiệm nên em yên tâm, có thể yên tâm về nhiều thứ. Đó, ít nhất phải nói được vậy. Anh mong em có thể tin tưởng anh. Xin hết ạ. Xin hết. Giống báo cáo quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với người thân, ông bà, cha mẹ của gia đình mình. Chúng ta không thể dối lòng được, không thể bấm nút vì bất cứ điều gì. Tôi luôn luôn nhắc lại điều đó. Con tim mình rung động, thật sự mình muốn tiến tới, mình hẳn bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Lúc đã bấm. Chúc mừng hai bạn. Nào, nắm tay nhau. Chúng tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại là trái tim rung động hãy bấm nút. Như vậy là hai trái tim này đã có rung động với nhau. Lo cho mấy chàng trai này, sao mấy chàng trai rụt rè quá vậy không biết. Em hên là em chốt được cái câu cuối, anh là quân đội, anh đã có trách nhiệm. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đưa cô ấy xem phim đi để hiểu nhau nhiều hơn nha. Sao em gái? Dạ. Em gái dễ thương quá. Rồi, chúc mừng hai em.